Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải một số đề trắc nghiệm của chương trình toán lớp 6, học kỳ 2. Bài 1, phân số bằng phân số âm 3/4. Như vậy chúng ta nhìn thấy là lấy âm 3 mà nhân cho 2 thì ra 6, ra âm 6. Như vậy 4 mà nhân cho 2 thì ra 8. Như vậy chúng ta sẽ chọn 1B, đó là âm 6/8. Bài 2, cho 3 phần x bằng -18/24. Khi đó x có giá trị bằng bao nhiêu? Để cho hai phân số bằng nhau thì ta sẽ thấy là tử bằng tử, mẫu bằng mẫu. Như vậy chúng ta sẽ lấy số 3 này nè, đưa xuống dưới phần 24. Như vậy lấy 24 nhân 3. Vậy mình lấy 18 mà chia cho 3 thì còn 6, 6 ở trên tử. Rồi lấy 24 chia cho 6 thì bằng 4 ở dưới mẫu. X ở dưới mẫu thì bằng luôn 4. Vậy mình chọn x bằng âm 4, cho tử nó bằng 1. Chọn câu 2B. Câu 3, sắp xếp các số âm, các số 0,8, -8/9, -6/5, 0, 3/14 và -2/3. Theo thứ tự giảm dần của biến. Giảm dần, như vậy số lớn mình sẽ viết trước. Ở đây chúng ta thấy là vừa số dương vừa số âm. Như vậy mình cho số dương viết trước. Mình dùng máy tính, như vậy mình thấy là chọn đáp án 3C. Vậy số lớn nhất là 0,8. Giảm dần là 9/14 và tới số 0. Đối với số âm thì số nào mà càng bé thì nó lại càng lớn, như vậy là -8/9 trừ cho 6/5 và -2/3. Ở đây mình sẽ bấm máy tính đưa về số thập phân để mình so sánh cũng được. Bài 4. Kết quả khi thu gọn 8 x 5 trừ 8 x 2 chia 16 là. Ở đây mình thấy có 8 chung. Như vậy đặt 8 ra ngoài, còn lại là 5 trừ 2 ra 3. Lấy 16 chia 8 là còn 2. Như vậy nó ra là 3/2. Rồi như vậy câu D là trình bày hợp lý. Chọn 4D. Câu 5. Giá trị của phép tính 5/3 trừ 2/3. Ở đây chúng ta thấy hỗn số. 5/3 thì mình sẽ tách ra phần nguyên và phần phân số. Như vậy phần nguyên chính là 5, 5 cộng 1/3. Còn -2/3, như vậy phần nguyên là -2 và phần phân số là -1/3. -1/3 với -1/3 là bằng 0. Lấy 5 trừ 3 là ra, lấy 5 trừ 2 là ra 3. Chọn câu 5C. Câu 6, tìm x biết 2/3 nhân x cộng cho 1/2 bằng 1/10. Như vậy x bằng bao nhiêu? Mình sẽ lấy 1/10 trừ cho 1/2. Rồi tất cả đem chia cho 2/3. Kết quả chọn 6C, 5/2. Mình lấy 1/10 ha, trừ 1/2. Rồi tất cả đem chia cho 2/3. Đáp án B. Câu 7, số nghịch đảo của 1/3 là. Thì số nghịch đảo của 1/3 tức là bằng 3 thôi. Chọn 7C. Câu 8, bạn Hùng đi xe đạp được 6 km trong 3/5 giờ. Hỏi trong 1 giờ bạn Hùng đi được bao nhiêu km? Như vậy đầu tiên chúng ta tính coi là bạn Hùng đi được 6 km thì trong 3/5 giờ. Như vậy đi tính quãng đường, mình sẽ lấy 6 vận tốc. Có quãng đường có thời gian tính được vận tốc.
vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian, như vậy ra bằng 10. Vận tốc đi xe đạp là 10 km/h. Chọn câu 8B. Câu 9. Một lớp có 45 học sinh làm bài kiểm tra. Số bài kiểm tra đạt giỏi bằng 1/3 tổng số bài. Như vậy ở đây tổng số bài là 45. Thì chúng ta đi tính số bài kiểm tra đạt giỏi, lấy 45 nhân cho 1/3 là bằng 15 bài. Còn lại thì lấy 45 trừ cho 15 là còn lại là 30 bài. Thì số học sinh đạt khá nó bằng 9/10 số bài còn lại. Vậy thì lấy số bài còn lại là 30, lấy 30 nhân cho 9/10 là bằng 27. Rồi, tính số đạt điểm trung bình thì lấy tổng là 45 trừ đi cho đạt giỏi là 15 trừ đi khá là 27, như vậy là bằng 3. Số học sinh trung bình là 3. Chọn câu 9D. Câu 10. Biết 1/4 quả dưa hấu nặng 0,8 kg. Vậy thì quả dưa hấu đó nặng bao nhiêu? 1/4 thì nặng 0,8. Thì mình muốn biết quả dưa hấu nặng bao nhiêu, chúng ta sẽ lấy 0,8 chia cho 1/4. Lấy phần nguyên đem chia cho phần phân số, như vậy 3,2. Câu 10 chúng ta chọn B. 10B là bằng 3,2 kg. Câu 11. 5% của 18 bằng. Ở đây chữ của. Của thì mình sẽ lấy 18 nhân cho 5%. Lấy 18 nhân 5%. 5% tức là lấy 5 chia cho 100 là 0,05. Mình nhân thì được 0,9. Chọn 11D. 12. 45 phút chiếm bao nhiêu phần của 1 giờ? Như vậy 45 phút là chiếm 3/4, mà 3/4 là câu D. Chọn 12D. 2/3 của 8,7 bằng bao nhiêu? Như vậy của chúng ta sẽ lấy 8,7, chúng ta đem nhân cho 2/3. Như vậy nó ra 5,8. Chọn câu C, 13C là 5,8. Như vậy chúng ta thấy chữ của nè. 2/3 của 8,7, vậy chúng ta sẽ dùng phương pháp nhân. Lấy phần nguyên, tức là lấy N nhân cho A trên B. 14. Sau một thời gian gửi tiết kiệm, người gửi đi rút tiền và nhận được 320.000 đồng tiền lãi. Biết rằng số lãi nó bằng 1/25 số tiền gửi. Vậy thì tổng số tiền người đó nhận là bao nhiêu? 1/25. Số tiền lãi nó sẽ bằng 1/25 số tiền gửi. Vậy số tiền gửi là 3, số tiền gửi là 320.000, lấy 320.000 đem nhân cho, tức là đem thì 320.000 đồng nó tương ứng là 1/25. Vậy lấy phần nguyên là 320 đem chia cho 1/25, tức là đem nhân cho 25/1 là ra 800.000 đồng. Lấy 800.000 đồng là 8 triệu đồng. Như vậy số tiền gửi là 8 triệu đồng. Chọn 14A. Có nghĩa là 320.000 đồng này nó bằng 1/5 số tiền, 1/25 số tiền gửi. Mà khi mà bằng thì cứ lấy phần nguyên đem chia cho phần phân số. Câu 15. Làm tròn số 60,998 chữ số thập phân hàng đơn vị. Như vậy cái số 9 ở phía sau là bỏ đi nè, mình chỉ lấy từ số 0. Mà số 9 bỏ đi là bằng, nó lớn hơn 5. Cộng 1 vào, vậy ra 61. Chọn 15A.
16 chia đều một sợi dây dài 15 cm thành 4 đoạn bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn dây. Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Ở đây chia đều cho 15 sợi dây. 15 độ dài là 15 cm chia thành 4 đoạn. Như vậy chúng ta tính một đoạn. Lấy 15 chia 4 là 3,75. Rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất thì nó ra 3,8. Chọn câu 16D. Sáng chủ nhật, mẹ chở Nga đi siêu thị mua 1 ký cà chua và 2 ký khoai tây. Biết rằng cứ 1 ký cà chua giá 25.000 đồng, 1 ký khoai tây 18.000 đồng. Khi thanh toán, Nga phải trả số tiền thuế gia tăng là 10%. Vậy em hãy ước lượng số tiền Nga phải trả. Như vậy chúng ta đi tính số tiền của 1 cân cà chua thì lấy 1 đem nhân 25.000 đồng. Cộng cho 2 ký đem nhân cho giá 18.000 đồng. Như vậy là bằng 61.000 đồng. Nhưng mà phải chịu thêm 10% thuế nữa. Thì lấy 61.000 đồng đem nhân thêm cho 10% cộng cho số tiền phải trả. Như vậy bạn sẽ trả là 67.100 đồng. 67.100 đồng, như vậy bạn ấy đem đi khoảng 70.000 đồng là đủ. Chọn 17C. 18. Tỷ số phần trăm của 0,18 m² và 25 dm². Ở đây chúng ta thấy nó chưa đưa về cùng đơn vị. Như vậy một cái là mét và một cái decimet. Như vậy mình sẽ đổi 0,18 m². 1 m² thì bằng 100 dm². Như vậy nhân thêm cho 100 nó ra 18 dm². Khi đưa cùng đơn vị thì mình sẽ lấy 18 chia cho 25 nhân 100% là bằng 72%. Chọn câu D, 18D. Câu 19. Biết rằng x trừ cho 83% x bằng âm 1,7. Giá trị của x là như vậy ở đây chúng ta thấy có x chung. Có x chung thì mở ngoặc ra tức là 1 trừ 83% tức là 0,83. Lấy 1 trừ cho 0,83. Rồi, sau đó lấy âm 1,7 đem chia cho cái kết quả vừa tính là ra được x. Chọn câu D. Đó là x bằng 10. Câu 20. Biết tỷ số phần trăm nước trong dưa chuột là 92,8%. Vậy thì lượng nước trong 5 kg chuột là bao nhiêu? Dưa chuột là 92,8% đem nhân cho 5 kg và nó ra 4,64 kg. Chọn câu B, 4,64 kg. Câu 21, khẳng định nào sau đây là sai? 21 chúng ta chọn C, là điểm B không nằm trên đường thẳng A và C. Như vậy chúng ta thấy điểm B này nằm trên đường thẳng A nè. Và nằm luôn trên đường thẳng C. Mà đề bài nói là không nằm là sai. Chọn câu sai và chọn 21C. Câu 22. Trong hình vẽ dưới đây có bao nhiêu bộ 3 điểm thẳng hàng? 3 điểm thấy A, B, C là 1. A, F, D là 2. Rồi B, E, F, E là 3. Như vậy có 3 bộ. Chọn câu C, 22C. 22C. Câu 23. Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Khi đó AB
Khi đó hai đường thẳng AB và AC trùng nhau. AB và AC nó phải cách nhau tại A. Ví dụ như cho 3 điểm không thẳng hàng 1 1 2 3 cho đây là A B C nối lại cách nhau, chọn câu 23C. Câu 24, quan sát hình vẽ bên, khẳng định nào sau đây là đúng? G chỉ nằm giữa hai điểm K và L. G nằm giữa K và L là sai. Nó còn nằm giữa K và N rồi nữa, hoặc là K và L, K và N. Câu B chỉ có hai điểm G và L nằm giữa hai điểm K và N. Nó vô số lận, nhiều lắm. Mình không đặt tên thôi. Hai điểm L và N nằm cùng phía với điểm K. Hai điểm L và N nằm cùng phía so với điểm K. Nằm cùng phía, đúng rồi. Trong hình không có điểm nào nằm giữa hai điểm nào là sai. Chọn câu 24C. Hai điểm L và N đây, L và N nằm cùng phía so với điểm K. Chọn câu C. Trong hình vẽ sau, khẳng định nào sau đây là đúng? Hai tia AO và AB đối nhau là sai. OA và OB không phải đối nhau mà nằm cùng phía. Hai tia BO, hai tia BO và BI là hai tia đối nhau, đúng. Hai tia BO và BI là hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau là hai tia nằm khác phía và có cùng góc. Rồi câu C, hai tia AO và OB đối nhau. AO, hai tia AO và OB đối nhau. Nó không có nằm cùng góc, cũng không phải. Hai tia AX và BI đối nhau, AX BI đối nhau là sai. Đối nhau là phải cùng góc. Như vậy BO, hai tia BO và BI là đối nhau là câu đúng. 25 chọn B. 25B. Câu 26, cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Đây M, đây A, B, đây M. Cho AM bằng 3, chỗ này bằng 3, AB bằng 8. Như vậy tính độ dài, tính độ dài MB. Như vậy MB nó sẽ bằng lấy 8 trừ 3.
lấy 8 trừ 3. 8 trừ 3 thì bằng 5. 8 trừ 3 bằng 5. Vậy chọn câu A, 26A. 26A. Câu 27, chọn đáp án sai. Nếu Y là trung điểm của đoạn thẳng AB thì IA bằng IB là điều đương nhiên. IA bằng IB thì sẽ bằng AB chia 2 là đúng. Và Y nó sẽ nằm giữa A và B đúng luôn. IA cộng IB bằng 2 lần AB là sai. Chọn 27D. Hai đoạn ngắn mà cộng lại gấp đôi đoạn lớn là sai. Hai mươi tám. Quan sát mặt đồng hồ dưới đây. Số vạch chỉ số trên mặt đồng hồ nằm trong góc tạo bởi kim phút và kim giây. Vạch số vạch chỉ số trên mặt đồng hồ nằm giữa trong góc tạo bởi kim phút và kim giây. Kim phút số 2, kim giây số 7. Vậy thì là bao nhiêu? Số vạch chỉ số trên mặt kim đồng hồ. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm. Từ số 2, 1, 2 sang 3 là 1, 2, 3, 4, 5. Chọn số 5, 28C. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Phòng bếp, phòng cầu thang, phòng tắm, phòng ngủ. Câu 30, cho cái góc XOY bằng 60 độ. Hỏi cái số đo của góc XOY bằng mấy phần của góc bẹt? Góc bẹt là góc 180 độ, lấy 180 độ chia cho 60. 6, 3, 18 thì nó bằng 1 phần 3. Chọn câu 30D. Trong các phát biểu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu? Điểm trung bình cuối năm của mỗi môn học. Xếp loại thi đua khen thưởng của học sinh cuối năm. Số học sinh thích ăn gà rán. Số học sinh thích xem phim. Dữ liệu nào không phải là số liệu? Xếp loại thi đua học sinh cuối năm. Điểm trung bình môn cuối năm của mỗi môn học. Điểm trung bình môn mỗi năm. Cuối năm của mỗi môn học. Như vậy lớp môn học có mười mấy môn thì nó cũng phải là số liệu. Cộng lại số học sinh, ví dụ như có bao nhiêu em ăn gà rán, có bao nhiêu em thích xem phim. Vậy chọn câu B. Xếp loại thi đua khen thưởng của học sinh cuối năm. Dựa vào các điểm trung bình đó mình mới xếp loại đứng nhất, nhì, ba để phát thưởng. Vậy không phải là. Như vậy câu 31 mình sẽ chọn câu B. Xếp loại khen thưởng. Câu 32. Điểm kiểm tra môn toán của một học sinh, của một nhóm học sinh được ghi theo bảng. 6 có 2 học sinh. Điểm 7 có 4 học sinh, điểm 8 có 3 học sinh, điểm 9 có 2 học sinh. Vậy thì nhóm này có bao nhiêu học sinh?
Nhóm này có bao nhiêu học sinh? Vậy cộng số điểm lại, cộng cái số học sinh lại. 2 cộng 2 là 4, 4 cộng 4 là 8, 8 cộng 3 là 11. Chọn câu B. 32B là có 10, 11 học sinh. Cộng cái số học sinh này lại là ra thôi. Rồi biểu đồ tranh. Biểu đồ tranh sau đây biểu diễn số lượng học sinh của lớp 6B sử dụng phương tiện khác nhau đến trường. Sử dụng phương tiện khác nhau đến trường 36 hay 18 hay 14, 32. Biểu đồ tranh. Học kỳ 2 của lớp 6A biểu diễn số học sinh của lớp 6A là bao nhiêu? Vậy chúng ta thấy 4 điểm là có 2 bạn. 5 điểm là 2 bạn nữa là 4. Sáu điểm là có 3 bạn. 4 cộng 3 là 7. 7 điểm 4 bạn nữa. 7 cộng 4 là 11. 11. 11 cộng 14. 11 cộng 14 là 25. 25, 10 điểm là 6 bạn nữa. 25 với 6 là 31. 31 cộng cho 9 nữa là 40 bạn. Như vậy chọn 35B có 40 bạn. 35B. Như vậy có 40 học sinh. Câu 40, một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia thì được 18 lần trúng. Vậy xác suất xạ thủ đó bắn trúng tấm bia là? Như vậy lấy 18 phần 20.